Mình xin chào anh em. Bữa nay mình giới thiệu với anh em một cái đồng hồ nước của nội địa Nhật bằng thau. Cái này là xưa rồi, một số anh em nào thì chơi phong thủy hoặc là decor quán hoặc là sưu tầm thì anh em lại thích hơn. Cái này nó của hãng là Mesuma. Này nó lâu tuổi lắm, lâu sâu đời lắm rồi. Ở phía trên này nó có cái chữ giống như chữ khối Ả Rập vậy. Cái chữ dòng chữ trên này nè, anh em dòm kỹ nè. À, phía dưới thì chữ tiếng Anh là mình không nói. À, cái đồng hồ này cơ bên trong nhựa của nó là mình vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái bầu ở dưới này là nhiều khi người ta sử dụng nước ta bỏ thời gian lâu á, cái nước của mình nó có cái canxi mấy cái chất dơ mà nó dính trong này nè, mình phải vệ sinh mới sử dụng được. Mình nghĩ chắc vệ sinh thời gian sẽ sử dụng là được bình thường. À, nguyên cái bầu này hết nguyên một cái cụm luôn là 2,4 kg. À, có chỉ có cái này bằng nhôm thôi, còn lại bằng thau hết. Nó có cái đế để dưới nè. À, phong thủy một số anh em để co quán ta cũng vẫn thích sưu tầm mấy cái này. Để mấy này nhiều khi mình câu một cái này mình xiết lại đây, mình để đây mình xiết đây, mình đưa vào một cái nguồn nước ống nước gì đó, ở đây mình đưa ra một cái vòi phun ra, như cái vòi nước mình gắn đèn lên, đèn led lên thì nó cũng khá là đẹp, nó cũng độc lạ hơn. Rồi anh em nào cần thì liên hệ mình. Ở dưới này thì cái vòi khóa cái này của nó là của lại là của Kitazawa đó. Anh em nào cần alo mình. Xin chào anh em.